Những điều kiên kỵ tuyệt đối cấm làm vào mùng 1 tháng cô hồn, kẻo xui xẻo bùa vây, hối hận không kịp. Xin chào quý vị, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, theo quan niệm dân gian thì tháng 7 âm lịch hàng năm được coi là tháng của ma quỷ. Bắt đầu từ ngày mùng 1, cô hồn Diêm Phương sẽ cho mở cửa quỷ môn quan để ma quỷ vong hồn có thích tự do trở về dân gian. Chính điều này sẽ làm âm khí xung thiên. Vậy nên người xưa cho rằng vào ngày mùng 1 tháng 7 có những điều mà chúng ta cần phải tuyệt đối kiêng kỵ, kẻo xui xẻo vận hạn ập đến, khó khăn chắc trở bùa vây trăm bề. Kinh Phong Thủy Gia Cát sẽ lưu ý đến quý vị về những điều đại kỵ cần tránh vào ngày mùng 1 sắp tới để cả tháng được bình an, may mắn. Bên cạnh đó, mọi người có thể xua đuổi tà ma, tránh xa vận hạn trong tháng cô hồn. Quý vị hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo, được chế tác, sản xuất và khai quang trì chú bởi thầy Gia Cát. Còn bây giờ, xin mời quý vị hãy cùng theo dõi chương trình. Những điều kiêng kỵ tuyệt đối cấm làm vào mùng 1 tháng cô hồn, kẻo xui xẻo bùa vây, hối hận không kịp. Chắc hẳn quý gia chủ cũng biết rằng ngày mùng 1 đầu tháng được coi là sự khởi đầu, tương tự như ngày đầu năm. Đa phần chúng ta đều cho rằng việc xảy ra trong đầu tháng chính là điềm báo trong tháng đó. Vì vậy, trong ngày đầu tháng, ai cũng mong muốn bản thân gặp được may mắn, thuận lợi trong mọi việc, đặc biệt là đối với tháng cô hồn sắp tới. Vậy ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch, cần tuyệt đối kiêng kỵ làm điều gì? Xin mời quý vị hãy theo dõi ngay sau đây. Thứ nhất, kiêng không nhắc tới điều rủi ro, xui xẻo. Ông bà ta có câu, có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Nhiều người cho rằng cần đặc biệt tránh và không nhắc tới những điều rủi ro, xui xẻo vào ngày đầu tháng, nhất là ngày mùng 1, để đuổi vận xui đi càng xa càng tốt. Việc kiêng này thật ra không chỉ trong ngày đầu tháng cô hồn mà có thể áp dụng đều đặn với những người làm kinh doanh hàng tháng. Thứ hai, kiêng không xuất tiền của hoặc vay mượn đầu tháng, vào ngày đầu tháng, đặc biệt là ngày mùng 1 tháng cô hồn. Mọi người thường kiêng xuất tiền của vì sợ rằng bản thân sẽ bị rông cả tháng, hao tán tài lộc. Đồng thời, những người kỹ tính hoặc kinh doanh buôn bán cũng kỵ việc vay mượn, trả nợ hoặc đòi tiền vào ngày mùng 1 hàng tháng. Thứ ba, kiêng ăn vụng đồ cúng trên bàn thờ. Đúng theo tâm lý và thói quen bấy lâu của người Việt thì đồ cúng không được nếm hay ăn thử trước khi đặt lên bàn thờ. Nhất là trong ngày mùng 1 tháng cô hồn lại càng tối kỵ việc ăn vụng đồ cúng trước khi thắp hương. Bởi nếu vậy, tức là bản mệnh đang ăn tranh đồ của ma quỷ. Hãy đợi đến khi cúng xong, phải thành kính khấn xin, nếu không sẽ rước tai họa vào mình. Thứ tư, kiêng không quan hệ nam nữ. Người phương Đông xưa nay vẫn cho rằng vào các dịp đặc biệt như Tết cổ truyền, mùng 1, ngày rằm, nhất là ngày đầu tháng cô hồn, các cặp đôi nên hạn chế gần gũi, yêu đương để tránh kinh động tới đấng thiêng liêng và không mắc tới xui xẻo, đen đủi không đáng có. Chính vì thế, nếu có hỏi rằng tháng cô hồn kiêng điều gì, không ít người sẽ nói phải kiêng quan hệ nam nữ. Thứ năm, tránh nói bậy chửi tục vào tháng cô hồn. Người ta khuyên không nên văng tục chửi bậy khi đang sinh hoạt trong không gian tâm linh như ở đình, đền, chùa, phòng thờ, nơi đặt bàn thờ gia tiên. Vào ngày mùng 1, ngày rằm và cuối tháng âm lịch, có quan niệm cho rằng nếu đầu tháng mà nói bậy chửi tục thì cả tháng sẽ gặp những chuyện thị phi. Thứ 6, kiêng đánh vỡ bát đĩa, ấm chén. Quý gia chủ đang thắc mắc tại sao trong danh sách cần biết về tháng cô hồn kiêng gì lại có điều kiêng đánh vỡ bát đĩa, ấm chén. Bởi lẽ ông bà ta từ xưa có quan niệm, từ vỡ hoặc bè là những từ tạo nên sự chia cắt, đứt lìa trong mối quan hệ gia đình. Vì thế trong ngày mùng 1 đầu tháng, tốt nhất cố gắng tránh tối đa không đánh vỡ bát đĩa, ấm chén hay những hành động bất hòa như cãi cọ, chửi bới, kiêng để xảy ra những điều không vui trong gia đình. Thứ 7, kiêng không nên cắt tóc vào mùng 1 âm lịch.
Nhiều người kỹ tính vẫn cho rằng cắt tóc là việc không nên làm vào ngày đầu tháng, đặc biệt là ngày mùng 1 âm lịch tháng cô hồn. Họ cho rằng cắt tóc sẽ khiến tài lực tiêu hao suốt 30 ngày trong tháng. Chính vì thế, cần tránh tối đa làm việc này để kiêng kỵ trong tháng cô hồn, tránh việc bị hao tài tán lộc trong tháng cô hồn. Thứ 8, nên tránh ăn một số món xui xẻo. Theo quan niệm dân gian, nếu ăn những món ăn như thịt chó, thịt vịt, mực đã qua chế biến, cá mè, chuối, tôm, trứng, vịt lộn hay mắm tôm vào mùng 1 đầu tháng hoặc từ mùng 1 tới mùng 10 hàng tháng sẽ đem lại điều khá đen đủi, nhất là trong tháng cô hồn. Vậy nên, dù có thích đến mấy thì bản mệnh cũng hãy tránh xa các món ăn này trong những ngày đầu tháng 7 âm lịch. Thứ 9, mùng 1 đầu tháng ra đường kiêng gặp nữ hay gặp người phía giữ. Vào buổi sáng sớm, đặc biệt là ngày mùng 1 tháng cô hồn, nếu có việc phải đi xa hoặc thực hiện công chuyện quan trọng, nhiều người có thói quen tránh đi ra ngõ, ra cửa gặp nữ giới hoặc người có vía giữ với mong mỏi công việc như ý, vạn sự hanh thông. Đôi khi để tránh vận xui rủi, có người còn khéo léo thu xếp, nhiều người quen có tính tình cởi mở hay gặp may mắn, đứng chờ ở ngõ chào hỏi và chúc mình lên đường may mắn. Thứ 10, kiêng mặc cả trả giá mà không mua hàng. Người buôn bán thường rất kỵ việc sáng sớm đầu ngày bị khách hàng mặc cả nhiều lần mà không đồng ý mua đồ, đặc biệt là vào ngày mùng 1 đầu tháng. Với họ, việc này kéo theo sự xuống quẩy sẽ dẫn tới ế ẩm hàng hóa cả một ngày dài. Chính vì vậy, người mua hàng thông thái cần khéo léo tránh việc mặc cả mà không mua hàng trong ngày mùng 1 tháng cô hồn. 11. Kiêng kỵ đi thăm phụ nữ vừa sinh nở. Dân gian xưa vẫn có thói quen kiêng đi thăm phụ nữ vừa mới sinh nở trong ngày mùng 1 đầu tháng. Hay trong một tháng đầu kể từ khi em bé chào đời và hạn chế tới thăm trong các ngày đầu tháng. Xét về mặt khoa học, thực ra trong vòng 30 ngày đầu tiên sau khi vượt cạn, cả mẹ lẫn bé đều đang rất mệt mỏi, cần được yên tĩnh và sạch sẽ. Nếu người đến thăm quá nhiều khiến không gian luôn ồn ào, đi kèm với bụi bặm, nguy cơ gây bệnh cho mẹ và bé sẽ tăng. Nếu khách bị ốm mệt, việc kiêng kỵ này là hợp lý và tốt cho đôi bên. Quý vị thân mến, vào ngày mùng 1 tháng cô hồn, bên cạnh việc tránh xa các sai lầm cấm kỵ, không chiêu dụ ma quỷ quấy phá ngôi nhà của mình, chúng ta cũng nên tăng cường thêm một số việc may mắn để cả tháng được suôn sẻ, an lành và hạnh phúc. Ngay sau đây, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ những việc mà có tác dụng tuyệt vời như thế. Mời mọi người hãy theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Việc đầu tiên nên làm đó chính là thắp hương. Bật mí với bản mệnh rằng việc đốt hương trầm là một cách hiệu quả để làm gia tăng may mắn và hóa giải năng lượng tiêu cực. Khi tinh thần đang tồi tệ, quý gia chủ có thể đốt hương mùi cay nồng như gỗ đàn hương hoặc hoa nhài. Và khi thắp hương cho Phật gia tiên, bản mệnh nên thắp số lẻ chứ không phải số chẵn. Việc thứ hai là mang theo bên mình bùa hộ mệnh Minh Quang Pháp Bảo. Minh Quang Pháp Bảo là một cách tuyệt vời để mang lại may mắn cho quý gia chủ. Đó là một chiếc dây chuyền đeo ở cổ. Đây là một trong những bảo bối phong thủy phổ biến nhất được sử dụng để trừ tà ma, mang lại may mắn cho bản mệnh. Minh Quang Pháp Bảo được coi là đại diện cho một khía cạnh trong cuộc sống, tiền bạc, danh vọng, tình yêu và sức khỏe. Và hơn hết, ở phong thủy Gia Cát, bùa này đã được khai quang, chỉ chú bởi thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Vậy nên uy lực sẽ rất mạnh, giúp gia chủ kỵ tà ma, thu tài lộc, may mắn và bình an. Việc thứ ba, thanh lọc cơ thể với hoa tươi. Trong một số nền văn hóa châu Á, bảy luân xa xếp thành một cột thẳng từ gốc của cột sống lên đến đỉnh đầu. Các luân xa được cho là đem lại năng lượng cho cơ thể và có liên quan đến các phản ứng của cơ thể, tình cảm hay tâm lý của một người. Hoa tươi có thể được sử dụng để làm sạch bảy luân xa của bản mệnh, loại bỏ năng lượng tiêu cực và mời tài vận mới. Bản mệnh sẽ cần ít nhất 7 loại hoa khác nhau với càng nhiều màu sắc càng tốt, trừ màu trắng. Ngắt bỏ hết thân cây và lá, chỉ cần để lại hoa, cho hoa vào trong chậu nước ấm và dùng làm nước tắm. Hương nước thơm sẽ tiếp thêm mùa sinh khí mới cho tinh thần của bản mệnh. Sau khi tắm xong, cẩn thận thu thập tất cả những bông hoa, đặt chúng trong một túi giấy và vứt bỏ. Hãy tưởng tượng những điều không may mắn của bản mệnh đang bị vứt đi cùng với những bông hoa. Thứ tư, bao sái tẩy uế và lau dọn bàn thờ. Quý vị thân mến, bàn thờ là nơi linh thiêng nhất trong gia đình người Việt, không chỉ để thực hiện những nghi lễ thờ cúng, mà nơi đây cũng là chỗ để thể hiện sự tôn kính với đất trời cùng các vị thần Phật, gia tiên.
là nơi để dàn dạy con cháu sẽ nhớ đến cội nguồn. Chính vì vậy, bàn thờ phải luôn được sạch sẽ. Trước rằm tháng 7, quý vị nên sử dụng rượu ngũ vị hương hoặc rượu gừng, lau dọn, bao sái bàn thờ để cho bàn thờ được sạch sẽ và trang nghiêm. Quý vị cũng kiểm tra xem bát hương, tượng thần tài, thổ địa cùng các linh vật phong thủy xem đã được khai quang nạp cốt chưa. Nếu chưa thì cũng cần phải tiến hành nạp cốt và khai quang trước thời điểm mùng 1 tháng 7 cô hồn. Nhất là đối với bát hương, cần phải được nạp cốt thì mới lưu giữ được linh khí, giúp cho việc thờ cúng được đúng và linh thiêng nhất. Thứ năm, trong tháng 7 âm lịch, do ngã quỷ được thả về dương gian quấy phá nhiều mà họ lại ở lại chỉ có một thời gian rất ngắn, nên việc lộng hành quấy phá càng trở nên nghiêm trọng. Vậy nên để tránh ma quỷ vào nhà mình, quý vị cần treo trước cửa nhà một chiếc gương bát quái tinh cầu bằng gỗ đào. Gương được làm bằng gỗ đào, ở giữa có một chiếc gương cầu lồi để xua đuổi tà ma. Trên mặt gương là 8 quẻ tiên thiên dùng để trấn trạch và kỵ tà, nhất là những ngôi nhà ở gần bãi tha ma, đối diện bệnh viện, đình, đền, miếu, mạo. Vậy nên quý vị hãy thỉnh ngay cho mình một chiếc gương này. Quý vị thân mến, từ xa xưa đã có câu nói rằng có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Đặc biệt trong tháng 7 âm lịch này thì điều đó lại càng ứng nghiệm. Để giữ cho giải đạo luôn được bình an, may mắn, tránh xa các xui xẻo không đáng có, mọi người hãy ghi nhớ những điều kiêng kỵ. Bên cạnh đó, hãy luôn nhớ mang theo pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo mà kênh Phong Thủy Gia Cát vừa chia sẻ với quý vị. Rất cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các video lần sau.